Mày quá. Phải căng não hết anh em. Mày đó, thế này thì gì với cả mũ Trung Quốc này rồi thì bây giờ các bạn nghĩ tôi còn sợ ai? Này, ui dồi, bạn nhìn tôi bộ này. Mấy con tôi còn nhỏ nhỏ, tôi sợ của anh em thì tôi một cho ăn dìu cơ mà. Đây nhá, con này nhá. Này, này. Úi trời ơi. Cô ngắm thằng nào đâu? Gì đây? Súng phun lửa bộ. Súng phun lửa rồi anh em ơi, anh em nhìn đi. Tôi họa nhiều hết đấy hàng ngày. Tự dưng một loạt một cua nướng xuất hiện trước mặt thôi. Rồi, tôi mới chuyển sang con cua xanh.